Sáng nay ngày 20 tháng 11, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Đức, huyện Ba Tri. Tham dự lễ có ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại buổi lễ, hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Đức, huyện Ba Tri. trong đó có 17 suất học bổng trao cho các em học sinh cấp tiểu học, 17 suất cho các em học sinh cấp trung học cơ sở và 16 suất cho các em học sinh cấp trung học phổ thông. đây là chương trình mang ý nghĩa nhân dân sâu sắc do hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với hội nhà báo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tài trợ. phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo của ban dân xã An Đức gửi lời cảm ơn cho chân thành đến đơn vị tài trợ đã nhiệt tình hỗ trợ việc thực hiện chính sách chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dừng lên học tốt đồng thời mong rằng sau khi nhận học bổng các em học sinh sẽ có thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn phấn đấu trong học tập trở thành công dân có ích cho xã hội